Vừa qua, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV đã tổ chức lễ tổng kết công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời vinh danh thành viên kinh doanh có thành tích kinh doanh xuất sắc 6 tháng đầu năm 2019. Ngày 9 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 51-2018 NDCP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 158-2006 NDCP của Chính phủ, quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, qua đó, sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được phép liên thông với thế giới, mở rộng cánh cửa cho các hoạt động giao thương, mua bán hàng hóa thông qua sở. Việc tổng kết công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm là dịp quan trọng nhằm đánh giá những việc làm được và chưa làm được, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và phương hướng phát triển kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2019 và những năm kế tiếp. Cũng tại buổi lễ, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tổ chức biểu dương khen thưởng thành viên kinh doanh có thành tích xuất sắc, tăng trưởng mạnh về giao dịch. Phát biểu tổng kết buổi lễ, ông Phạm Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đặt ra mục tiêu phát triển của Sở trong thời gian tới. Nhiệm vụ đặt ra trong nửa cuối năm 2019 và những năm tiếp theo đối với Sở còn hết sức nặng nề, nhưng với chiến lược đúng đắn cùng với sự chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, tôi tin MXV sẽ phát triển vượt bậc trong giai đoạn tới, tham vọng trở thành Sở Giao dịch Hàng hóa lớn nhất Đông Nam Á.